Welcome to VTD Music Productions on YouTube channel. Hôm nay Thanh Trúc được đón tiếp nam ca sĩ Duy Thành. Ngoài đi hát ra, anh còn là một trong những basketball star in high school. Hôm nay Thanh Trúc mời Duy Thành tới để coi coi ai chơi hay hơn. We're ready. Yeah. Hôm nay có Duy Thành, Thanh Trúc, DJ và một cầu thủ từ Guatemala, quý vị. Justin, come here. Hey, hi. How you guys doing? Game time. Oh! No, no. Get on here, get on here. Thành chơi hay thiệt đi. Oh. Hey, hey. Bây giờ tính làm gì? Chắc là lát nữa em đi làm đẹp tí. Ok, nếu vậy thì mình đi ăn đi. Mình đi ăn xong rồi để cho Thành đi làm mặt. Dạ, ok. Sửa sắc đẹp, không phải sửa sắc đẹp, sorry. Không phải sửa sắc đẹp quý vị. Này là chỉ có trà da thôi. Trà cho nó sáng da mặt lên để mà Thành còn đi quay phim đúng không? Dạ. Ok, dạ. Cái lúc mà em quay em có nervous không? Dạ có, em sợ lắm. Sợ? Tại sao lại sợ? Em sợ em diễn không được. Vậy hả? Với lại cái người model đẹp của em cũng run nữa. Mỗi lần mà gặp con gái đẹp á, em cũng mắc cỡ lắm. Vậy hả? Lúc nào tim cũng đập bùm vậy. Cái đó là một cái dấu hiệu rất tốt quý vị. Khi mà tim Duy Thành vẫn đập khi nhìn con gái đẹp là một chuyện rất là tốt. Chứ còn khi mà nhìn gái đẹp mà tim không đập đó là hơi tiêu rồi đó. Có vấn đề. Để gió cuốn đi bầu trời vắng ánh sao, để gió cuốn trôi nghẹn ngào một nỗi đau. Jenny xin gửi lời chào đến khán giả đang xem đài và chị Thanh Trúc. Sau khi nam ca sĩ Duy Thành quay xong cái cuốn MV cho bài hát Để Gió Cuốn Đi Cuộc Tình của nhạc sĩ Hữu Tuấn Đức thì em đã sponsor cái MV này. Cảm ơn em rất nhiều. Cũng nhờ em mà Duy Thành có một làn da đẹp đó. Lúc mà ảnh quay MV á, thì da của ảnh nó bị mỏng và nó thành bị nám. Thì em kêu ảnh vào để em chăm sóc. Em thấy ngứa mắt quá. Em thấy ngứa mắt quá là em thấy giống như là kiểu mà mình làm đẹp á chị. Để gió cuốn đi ngày dài vắng bóng em. Chị có order cho em đồ ăn? Dạ. Wow. Ăn đi. Hôm rồi chị thấy em đi làm mặt thấy da hôm nay đẹp quá trời nè. Tút lên tí, tút lên tí cho nó sáng sủa. Không, đẹp quá chứ, chị thấy có difference á. Yeah. Ủa hôm nay Thành rảnh quá không lên Facebook hay sao mà ra gặp chị vậy hả? Tại sao? Giống như bị ghiền vậy chị. Nhiều lúc chị cứ nói với anh Đức chứ là không biết Duy Thành nó có ngủ không. Sao? Sáng cũng thấy Duy Thành vô, tối cũng thấy Duy Thành, 2 giờ sáng bố cũng còn thấy Duy Thành nữa. Bộ không ăn không ngủ hay sao? Em không biết nữa, mà không biết giờ đó em ngủ chưa nữa mà sao bố thấy em online kỳ ta. Rồi có gì mới lạ không? Em mới về Việt Nam, mưa lụt nguyên ngày luôn chị. Chị có nghe nói là bên Việt Nam á, có những cái đường mà nó bị ngập nước đó. Đúng không? Giống như là đường ngập ấy chị. Kha Vạn Cân thì người ta nói là cái đường đó thì chỉ có ngập tới chân thôi. Nguyễn Thị Minh Khai thì ngập với vai, nhưng mà không biết là em ở đường nào thôi. Nguyễn Du chị. Nguyễn Du hả? Dạ. Đường Nguyễn Du là em ở đó, có ngập tới đó không? Ngập qua luôn chị ơi. Duy Thành xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý khán giả của VTD Music. Lần đầu tiên Duy Thành quay một cuốn MV thì cần sự ủng hộ của quý vị, cho nên quý vị nhớ nha, view a lot and give us all a like you can, subscribe, yes, cái đó quan trọng.